Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng, rất vui được gặp lại quý anh chị trên kênh Bất Động Sản Cường Lên Nhà Bè. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến chị một căn biệt thự phố mini tăng cổ điển tại khu dân cư Green Riverside, Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè. Căn biệt thự phố mini tăng cổ điển này nằm trên trục đường N8 trong nội khu của chúng ta, an ninh 24/24 và sát bên công viên nha quý anh chị. Đường nội bộ 8m, hai xe hơi né nhau. Trước camera em là công viên nha quý anh chị. Đó, nội khu của chúng ta có rất là nhiều tiện ích, có công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em và có cổng bảo vệ. Và cách đường Huỳnh Tấn Phát khoảng chừng 100m là có Bách Hóa Xanh, điện máy xanh và các ngân hàng, công an. Căn biệt thự phố mini tăng cổ điển này với diện tích chiều ngang là 5m, chiều sau vào cho 16m, với kết cấu một trệt, 3 lầu, sân thượng trước sau, 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Gia chủ bán là phun tạng nội thất đầy đủ. Mình quý anh chị tiến vào bên trong nhà. Và đây là hai bên cánh gà ở mặt tiền ở tầng trệt. Thì gia chủ ốp đá hoa cương rất là đẹp và trang bị với hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn bấm bằng đờ mốt và bên trong là cửa nhôm sinh pha bốn cánh kiến cường lực cách âm. Rồi, và đây là khu vực phần sân trước của chúng ta, khu vực đậu xe hơi. Ở sân trước này quý anh chị đậu được xe hơi 7 chỗ và cũng được thêm được 3 đến 4 chiếc xe máy, rất là rộng và thoáng nha quý anh chị. Và hai bên vách tường gia chủ cũng đề co những cái đèn chiếu và những cái chậu kiển rất là đẹp, không gian rất là thoáng nha quý anh chị. Và trên là trần thạch cao chì nổi, hệ thống đèn điện led chiếu sáng. Ở khu vực phần sân trước đạo xe hơi này thì trên gia chủ có thiết kế một cái đèn chùm, kèm theo đó là một chiếc quạt rất là đẹp nha quý anh chị. Quý anh chị có thể đạo được xe hơi 7 chỗ và thêm 3-4 chiếc xe máy, rất là thoáng luôn nha. Và đây là lối đi lên trên phòng khách của mình. Gia chủ có thiết kế một cái vách ngăn. Ở cái vách ngăn này thì gia chủ có làm bồn hoa ngăn ra giữa khu vực gara xe hơi và phòng khách của mình nha quý anh chị. Và ở khu vực phòng khách của chúng ta rất là rộng này nha quý anh chị. Hệ tủ tivi được đặt ngay dưới giả cầu thang và có sẵn cho mình một chiếc tivi 75 inch. Và hệ tủ này được âm dính tường và có rất là nhiều ô kệ để cho mình trưng bày những chai rượu và những món quà lưu niệm ở khu vực này. Rồi, đối diện cái tivi của chúng ta là một bộ sofa khổ lớn, quý anh chị có thể tiếp đãi bạn bè và khách đến nhà chơi cũng rất là thoải mái luôn nha, gia công nghiệp cao cấp. Và vách tường sau bộ sofa gia chủ ốp nhựa PVC và gỗ và những cái đèn điện led, đèn chiếu và những cái tranh rất là đẹp. Và trên có một chiếc máy lạnh và một chiếc đèn chùm cổ điển. Và quay lại khu vực gara chơi và phòng khách, gia chủ đã làm một cái bồn hoa ngăn ra, nó cũng trồng những cây kiển và kèm theo những cái điện led chạy vòng quanh rất là đẹp nha quý anh chị, ngăn ra giữa khu vực gara và phòng khách của mình. Thì ở cái vách ngăn này thì mình có thể chống được khói bụi của xe hơi và hơi nóng của xe hơi nha. Rồi, đây là tổng quan ở khu vực phòng khách. Bên trong là khu vực bếp nha quý anh chị. Ở khu vực bếp của chúng ta cũng rất là rộng và thoáng nha. Gia chủ đã vào sẵn một bộ bàn ăn 6 ghế ngồi rất là lớn. Và trên là trần thạch cao, đèn chùm cổ điển thả rất là đẹp. Và vách tường bên bộ bàn ăn này gia chủ đề co những cái phào chỉ nổi rất là đẹp và ốp kính tường, nó cũng tạo nên cho một cái không gian thoáng và rộng hơn. Và tủ kệ bếp của chúng ta được âm lên đụng trần ADF chấm ẩm mới một rất là tốt nha quý anh chị. Cũng đã vào cho mình một chiếc tủ lạnh khổ lớn LG hai cánh và tủ kệ bếp cũng rất là nhiều ngăn và đa năng nha quý anh chị. Mặt bếp thì đá hoa cương vân mai, nó kèm theo những cái đèn điện led chạy vòng quanh bếp. Tủ kệ bếp của chúng ta cũng rất là nhiều ngăn nha quý anh chị, rất là đa năng. Với diện tích ngang 5 dài cho 16 thì với một cái không gian thiết kế này rất là thoáng nha quý anh chị, đề co thiết kế rất là hợp lý và đẹp nha.
Rồi và sau cùng của căn nhà là phần giếng trời nha quý anh chị. Ở phần giếng trời này thì gia chủ làm cũng sát rào xung quanh và trên lục kính cho mình, và cũng trang trí những cái chậu trầu bà rất là đẹp ở phía sau này. Và có ngay một cái nhà vệ sinh ở khu vực sau này để cho mình khách tới nhà chơi thì dùng ở khu vực sau này để sử dụng chung cho tất cả tầng trệt của mình. Và căn biệt thự phố mini tân cổ điển này ở tầng trệt mình thiết kế hết tất cả không gian luôn nha quý anh chị. Một phần sân đậu xe hơi, phòng khách, bếp, phòng ăn và phần giếng trời, và nhà vệ sinh nằm sau cùng. Và cũng làm một cái lam vách ngăn, cũng có rất là nhiều ô kệ ngăn lên giữa khu vực bếp và lối cầu thang đi lên nha. Cầu thang thì đá hoa cương, tay dình gỗ kiến cường lực. Rồi mời anh chạy tiến lên trên tầng 1 của mình. Trên tầng 1 của mình gồm 2 phòng ngủ, và mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Gia chủ đã vào hết tất cả nội thất cho mình. Và ở cái hành lang để đi vào 2 phòng ngủ này, gia chủ cũng đề co rất là đẹp nha quý anh chị. Cũng làm dán tường rồi và ốp nhựa PVC và đá, nhìn rất là sang trọng và đẹp mắt. Vào phòng ngủ đầu tiên, cửa phòng ngủ là cửa gỗ nguyên khối nha quý anh chị, và được dùng bằng khóa điện tử, khóa vân tay, đó, mã số nha. Rồi tất cả nội thất đều được âm dính tường, như kệ tivi và máy lạnh đều có sẵn hết cho mình rồi nha. Và giường ra này, tủ quần áo. Nó rèm cửa của chúng ta thì cũng được làm bởi 2 lớp, nhìn rất là đẹp, sang trọng. Và nhà vệ sinh thì được gia chủ thiết kế một bồn tắm đứng, khu vực tắm rửa riêng biệt và vệ sinh riêng biệt nha quý anh chị. Đó, rất là rộng rãi luôn nha quý anh chị. Và phòng này có một khoảng ban công khá là lớn nha quý anh chị. Đây, ban công khá là lớn luôn nha. Đây là phòng ngủ đầu tiên của mình, có một ban công rất là rộng và tất cả nội thất đều có đầy đủ cho mình nha quý anh chị. Đó. Trên thì gia chủ cũng ốp nhựa PVC, giả gỗ và cách nhiệt. Đó, rất là tốt nha. Rồi, mời anh chị tiến ra khu vực phòng phía sau ở tầng 1 của mình. Căn biệt thự phố mini tân cổ điển này gia chủ bán với mức giá là 8.690.000.000 còn thương lượng nha quý anh chị. 8.690.000.000 còn thương lượng, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, hỗ trợ vay ngân hàng. Mua bán là sang tên nhanh luôn. Là phun tặng đầy đủ nội thất và công năng sử dụng trong căn biệt thự phố mini này nha. Và phòng sau này, đó, mã khóa cũng khóa vân tay luôn. Rồi và đầy đủ nội thất luôn nha quý anh chị. Quý anh chị đang xem video clip này, vui lòng xem đến cuối video clip giúp em, và chia sẻ video clip này giúp em, và hãy cho em một like. Và quý anh chị vui lòng đăng ký kênh Bất Động Sản Cường Lên Nhà Bè để mình tiếp tục theo dõi bất động sản tại khu vực Nhà Bè và quận 7. Thì quý anh chị đăng ký kênh để mình nhận được cái thông báo video clip đăng lên, thì căn nào phù hợp với anh chị thì quý anh chị liên hệ cho em để mình đến xem thực tế nha. Và liên hệ cho em qua số điện thoại 0937 889 880. Em sẽ dẫn anh chị đến xem thực tế căn biệt thự phố mini tân cổ điển này và còn nhiều sản phẩm khác. Và trong nhà vệ sinh của chúng ta cũng được đề co thiết kế như ở bên phòng ngủ đầu tiên của mình nha. Rồi, em nhắc lại cái giá là 8.690.000.000 còn thương lượng nha quý anh chị. Đầy đủ công năng sử dụng và nội thất tặng đầy đủ hết. Quý anh chị mua về là mình dọn vào ở ngay, không cần sắm sửa gì thêm. Rồi mời quý anh chị tiến lên tầng 2. Trên tầng 2 của chúng ta cũng gồm 2 phòng ngủ, và mỗi phòng đều thiết kế nhà vệ sinh riêng biệt nha quý anh chị. Và cũng tương tự như ở tầng 1 mình, thì phòng này mình sẽ qua nhanh vì cũng có đầy đủ nội thất. Và tất cả cửa phòng ngủ của mình đều làm khóa từ, mã số phân tay hết nha quý anh chị. Đó. Máy lạnh cũng có đầy đủ luôn. Và phòng này cũng có thiết kế cửa sổ và cửa ban công. Tại khu dân cư Anh Tuấn, Green Riverside, Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, nằm trên trục đường N8 đối diện công viên. Trong nội khu của chúng ta có công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em và có cổng bảo vệ 24/24 luôn nha. Thì bán kính của khoảng chừng 100m là quý anh chị có đầy đủ tiện ích như bách hóa xanh, điện máy xanh, ngân hàng, công an. Nó rất là nhiều tiện ích. Và cách Phú Mỹ Hưng khoảng chừng 3km thôi nha quý anh chị.
rất là thuận tiện cho quý anh chị khi mua căn biệt thự phố mini Tân Cổ Điển này về ở, và mình di chuyển về các quận trung tâm rất là dễ dàng. Một trục đường Huỳnh Tấn Phát là quý anh chị di chuyển được về trung tâm quận nhất, quận 4, và ngay sát bên quận 7 mình nha. Nó vào phòng phía sau ở tầng 2. Rồi, mời quý anh chị mình sẽ tiến lên tầng cuối cùng là tầng sân thượng nha. Căn biệt thự phố mini Tân Cổ Điển này thì gia chủ bán là phun tạng nội thất từ tầng trệt cho đến tầng 3 luôn nha quý anh chị. Trong các phòng ngủ thì đều có đầy đủ hết nha. Và đây là khu vực tầng cuối cùng nha quý anh chị. Ở trên tầng cuối cùng này thì gia chủ có thiết kế một cái bếp ở trên này nha quý anh chị. Có thể là anh chị tháo ra mình làm phòng thờ, hoặc mình để nguyên hiện trạng cái bếp này luôn. Thì vì gia chủ đã thiết kế cái bếp này ra là để cho gia đình mình cuối tuần mình làm tiệc BBQ trên tầng sân thượng này nha. Đó, và cũng rất là thoáng nha quý anh chị. Có ngay một cửa giếng trời khá là lớn. Đó, để cho mình lấy ánh sáng cho toàn thể cái nhà của mình. Và căn biệt thự phố mini Tân Cổ Điển này là nằm hướng đông bắc nha quý anh chị. Hướng đông bắc. Rồi, cái bếp này là mình để gia chủ thiết kế là để mình cuối tuần mình tổ chức tiệc gia đình ở trên này nha quý anh chị. Tiệc BBQ ở trên này nha. Đó, nướng BBQ bạch ti. Và phần sân thượng trước khá là rộng nha quý anh chị. Đó. Sân thượng trước khá là rộng. Gia chủ cũng làm khung inox rào xung quanh hai bên. Và trên làm có sẵn cho mình một cái mái che. Có sẵn một mái che cho mình. Và xung quanh đối diện căn biệt thự phố mini Tân Cổ Điển của chúng ta thì cũng có những căn biệt thự phố mini khác rất là đồng đều với nhau, đồng bộ với nhau. Nó nội khu thì công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em đầy đủ luôn. Rất là đẹp nha quý anh chị. Đường 8m, hai xe hơi né nhau. Đó, trên là mái che. Và mời quý anh chị tiến ra khu vực phần sân phơi của chúng ta nha. Đây là khu vực phần sân phơi của chúng ta. Đó, cũng làm khung inox, làm rào bảo vệ xung quanh. Và trên thì cũng lợp tôn luôn nha quý anh chị. Nó lợp tôn luôn nha. Đó, một căn biệt thự phố mini Tân Cổ Điển với diện tích chiều ngang là 5m, chiều sau trong 16m. Thiết kế rất là đẹp với một không gian mở rất là thoáng luôn nha quý anh chị. Một trệt, ba lầu, sân thượng, sân phơi. Bốn phòng ngủ đều có đài thất đầy đủ, quý anh chị mua về là mình dọn vào ở ngay nha. Vâng, và đây là khu vực đường ống máy giặt sẵn cho mình rồi nha quý anh chị. Đó, có sẵn hết rồi nha. Mình giặt chỗ mình phơi quần áo ngoài này nha quý anh chị. Giá 8.690.000.000 còn thương lượng, phun nội thất đầy đủ và công năng sử dụng đầy đủ. Rồi, và đây là tổng quan của căn biệt thự phố mini Tân Cổ Điển. Và bây giờ em cũng xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem qua video clip này.